Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thiên thần Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Gia đình anh chị Hoàng xin lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình, xin cho đi đường được bình an, cho công việc được thuận lợi. Tân chào tất cả quý cô, quý ông bà và anh chị em, chào đón tất cả chúng ta đến với thánh lễ chiều hôm nay, cũng là thánh lễ Chủ nhật tuần thứ 19 của mùa thường niên. Xuyên nãy giờ chúng ta nghe cứ xình xình, vâng, đó là ban nhạc của thiếu nhi ở dưới hội trường
ở dưới lễ đài đang chuẩn bị cho một chương trình đại nhạc hội của các em. Hôm nay các em trong phong trào thiếu nhi thánh thể mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sứ đoàn của các em. Cộng đồng chúng ta lớn mạnh và cộng đồng chúng ta cũng có những người con và cũng có những phong trào cùng đồng hành với chúng ta ngay từ buổi đầu. Và phong trào thiếu nhi thánh thể là một trong những phong trào sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta. Hôm nay các em quây quần về đây từ 2 giờ chiều đến giờ để chia sẻ, chơi các món chơi, các trò chơi của các em và cùng tham dự thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay. Cũng như sau thánh lễ, thiếu nhi cũng mời tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng ở lại để cùng chung vui với các em trong ngày vui đặc biệt hôm nay. Chắc chắn là sẽ rất là đặc biệt. Xin chúng ta cùng thưa hết cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho sứ đoàn Savio thiếu nhi của cộng đồng chúng ta, cũng như chung lời tạ ơn và chúng ta cùng chia sẻ niềm vui với các em sau buổi lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự và mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con vinh quang các ca Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha con đang lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xin thương xót
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ngôn sứ Elia đi tới núi của Thiên Chúa. Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong cuộc hành trình lên núi Horeb, ngôn sứ Elia đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc cây của một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: Lạy Đức Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này, có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn. Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía trên đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một củ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa Trời trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: Dậy mà ăn, vì người còn phải đi đường xa. Ông đứng dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt 40 ngày, 40 đêm tới Horeb là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
của Thánh Phaolô trong đồ vị tín hữu Ephesô. Thưa anh em đã làm tiền lòng thanh thành của Thiên Chúa vì chính người là dấu án đi trên anh em để chớ ngày phủ chút. Đừng bao giờ chua cay chát gọng nóng nảy nhan hồn hay la lưới quá mã và hay loại trừ mọi hạnh bị gian ác. Trái lại phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hay bắt chước Thiên Chúa vì anh em là con cái được người yêu thương và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và vì chúng ta đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm thi lễ dâng lên Thiên Chúa từ hương thơm cao ngạt. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chủ đề của tin mừng hôm nay tiếp tục vẫn là bánh hằng sống. Chúa Kitô hôm nay cũng đã xác định: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Bánh hằng sống chính là Đức Kitô, và được trao ban dưới hai hình thức: lời Chúa và phép thánh thể. Chiều hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về hai điểm này. Bánh hằng sống được trao ban qua lời Chúa và phép thánh thể. Chúa Giêsu là lời ban sự sống của Thiên Chúa. Vâng, thưa anh chị em, đó là điều chúng ta xác tín. Lời Chúa là lời ban sự sống. Chính Chúa đã khẳng định điều này khi Người trả lời ma quỷ khi nó cám dỗ Ngài. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thật vậy, chính lời Chúa làm cho sự sống xuất hiện. Nhờ lời quyền năng của Thiên Chúa, vũ trụ được tạo thành. Ngài chỉ phán một lời, mọi sự được xuất hiện. Xưa kia, Thiên Chúa nói qua trung gian các tổ phụ và các tiên tri để nói với con người mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1. Nay, với Đức Kitô, con Thiên Chúa nhập thể, thì Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa trực tiếp nói với nhân loại. Lời Người ban sự sống cho Lazaro, cho con trai của bà quá thành Na-in. Lời Người tha thứ tội lỗi cho Madalena, cho người phụ nữ ngoại tình, cho Gia-kêu. Lời Người hoán cải người phụ nữ xứ Samaria, Người đưa tất cả những người tội lỗi trở về con đường sự sống. Lời Người đã giúp cho bao thế hệ tìm thấy lẽ sống. Lời Người ban cho họ một sự sống mới, tươi trẻ, phong phú, dồi dào. Chính vì thế mà Thánh Phêrô cũng đã từng tuyên xưng: lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đi theo ai? Chỉ Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Đức Kitô chính là lời ban sự sống của Thiên Chúa là như vậy. Ban lời hằng sống chưa đủ với tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn đi xa hơn. Ngài ban cho chúng ta chính bản thân của Người trong bí tích thánh thể. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến tột cùng. Khi nuôi dưỡng chúng ta bằng chính thịt máu Người, Đức Giêsu không những muốn kết hiệp mật thiết với ta trong từng thớ thịt, từng dòng máu, mà Người còn muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Bí tích thánh thể là lương thực thần linh. Lương thực thần linh ban sự sống thần linh. Qua bí tích thánh thể, sự sống thần linh từ Thiên Chúa dần dần thấm nhập và thay đổi bản thân cũng như thân xác của con người chúng ta. Thiên Chúa từ từ thay đổi cuộc đời của chúng ta bằng chính con người của Ngài. Chúng ta rước Chúa hằng ngày, Chúa ở trong ta, chúng ta trở nên một thân thể với Đức Giêsu. Chúng ta được sống trong cùng sự sống của Chúa. Từ đó, cuộc sống thần linh tiếp tục lớn dần, dẫn đưa chúng ta bước vào cuộc sống đời đời trong hạnh phúc của Thiên Chúa và với Thiên Chúa. Nếu mỗi ngày chúng ta ý thức, hay mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa, chúng ta được rước chính thần linh sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó đang hiện diện, đang xảy ra ở trên thiên đàng, nước trời. Và giờ đây, thần linh đó lại được xuống ban cho mỗi người chúng ta. Thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào? Thấy chúng ta được Thiên Chúa
yêu thương và cứu độ, và rồi ban cho chúng ta chính nguồn sức sống của Ngài, nguồn sức sống của nước trời, để chúng ta được thánh hóa và được có sự sống đời đời. Anh chị em thân mến, bài học cho chúng ta ngày hôm nay là gì? Xin thưa, chúng ta vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa là bánh hằng sống. Bánh hằng sống Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta ngày hôm nay. Mỗi lần tham dự thánh lễ là chúng ta được tham dự vào bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Cả hai bàn tiệc đều quy hướng về Đức Kitô. Ngài chính là trọng tâm. Vâng, trong thánh lễ chúng ta nghe lời Chúa dạy dỗ. Lời Chúa chỉ cho ta con đường ngay thẳng, con đường hạnh phúc, con đường đưa ta về với Chúa. Bởi thế, khi tham dự thánh lễ, chúng ta cần lưu ý lắng nghe lời Chúa. Chúa muốn nói riêng với từng người chúng ta. Hãy lắng nghe để tìm ra điều Chúa muốn nhắn gửi. Hãy lắng nghe để tìm ra lẽ sống. Hãy lắng nghe để biết con đường phải đi. Lời Chúa là con đường đưa tới sự thật và sự sống. Bài học thứ hai, đó là Thánh Thể Chúa. Thánh Thể Chúa ban sức mạnh, giúp chúng ta đủ sức đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc đời. Hãy rước lễ một cách kính cẩn, sốt sáng. Phép Thánh Thể chính là một quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Hãy hưởng nếm sự ngọt ngào được kề cận Thiên Chúa. Hãy múc lấy nơi Thánh Thể nguồn sức mạnh để thắng vượt những thử thách trong cuộc đời. Và hãy để Thánh Thể uốn nắn, biến đổi chúng ta, để chúng ta ngày càng nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa là Cha vô cùng yêu thương, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho con chính con một yêu quý của Cha, làm bánh trường sinh nuôi dưỡng và dẫn đưa chúng con từng bước đi vào sự sống đời đời với Chúa. Amen. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Cha toàn năng, nhân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
anh chị em và các con thiếu nhi thân mến. Thiên Chúa Cha đã ban tặng bánh hàng sống bởi trời là chính con một yêu dấu của người cho thế gian, để tất cả mọi người đều được đón nhận sự sống đời đời. Trong tâm tình tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và gìn giữ chúng con thiếu nhi sứ đoàn Savio trong suốt 40 năm qua, chúng ta hãy đồng thanh cảm tạ Thiên Chúa và tin tưởng cùng dâng lời nguyện xin. Nhắm lời chúng con. Trong ngày kỷ niệm 40 năm thành lập sứ đoàn Savio, chúng con cầu xin Chúa cho mọi thiếu nhi đức tin, lớn lên đức tin, siêng năng làm việc tông đồ và sống hiệp nhất yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trong tâm tình tri ân, chúng con cầu xin Chúa cho quý phụ huynh, quý ân thân nhân đã và đang giúp đỡ thiếu nhi chúng con trong những năm qua. Xin Chúa ban muôn ơn lành và trả công bội hầu cho mỗi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Thánh thể là bí tích tình yêu và hiệp nhất. Chúng con cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong hội thánh luôn yêu mến bí tích thánh thể để trở nên mối dây hiệp nhất muôn người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho các linh hồn, các ý lễ, các ý nguyện xin của các gia đình cũng như của mỗi người chúng ta, cũng như của cộng đồng. Đặc biệt cùng với các em thiếu nhi, chúng ta tạ ơn Chúa cho hành trình 40 năm vừa qua. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả các sinh hoạt của thiếu nhi trong năm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Bao vân và làm cho thế tôi.
Anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Tri Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giáo và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giáo Mục Marco và team của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Teresa mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy các linh hồn mà chúng con nhớ và cầu nguyện trong ngày hôm nay được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bạn thanh sạch của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin rải thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiền trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta cùng chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình và máu thánh Chúa Kitô mà chúng con lãnh nhận, gìn giữ và ban cho chúng con được sự sống muôn đời.
chung quanh đây, yêu quạnh thành vắng xa xôi. Mấy âm u đến về chiều đã tan trôi. Chung quanh ta bao người đôi dáng ta cười. Thầy ơi, chúng con lấy gì mà cho
Xin có một vài thông báo. Thánh lễ bổn mạng của Lê-dô, Hội Lê-dô Đức Mẹ La Vang sẽ vào chiều mai, thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Kính mời quý cụ, ông bà và anh chị em cùng tham dự. Đọc Kinh Tôn Vương kính Đức Mẹ, giáo họ Mikael đọc Kinh Tôn Vương kính Đức Mẹ vào chiều thứ hai lúc 7 giờ tối tại nhà chị Giáp Hằng ở Dara. Giáo họ Giuse đọc Kinh Tôn Vương kính Đức Mẹ vào chiều thứ hai lúc 6 giờ chiều tại nhà anh chị Phú Loan ở Gutna. Giáo họ Thánh Tuân và Phêrô đọc Kinh Tôn Vương kính Đức Mẹ vào chiều thứ hai lúc 7 giờ tối tại nhà anh chị Thắng Hương ở Inala. Tuần tới ngày 13 của hàng tháng chúng ta có giờ chầu kính Đức Mẹ, chương trình bắt đầu vào 9 giờ sáng thứ ba tuần tới ngày 13 và thánh lễ 10 giờ như thường lệ. Ngày thứ năm chúng ta sẽ mừng kính trọng thể lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ trọng và lễ buộc. Chúng ta có hai thánh lễ 10 giờ sáng và 6 giờ 30 chiều. Tiệc cây quý hàng năm của cộng đồng sẽ được tổ chức vào chiều thứ bảy ngày 31 tháng 8 tới đây. Còn rất nhiều vé, xin anh chị em cũng như các hội đoàn phong trào đoàn thể giúp để bán các vé này cho tiệc cây quý của cộng đồng. Lớp học giáo lý dự tòng và hôn nhân sẽ được khai giảng vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9 tới đây lúc 12 giờ 30 tại nhà nguyện của chúng ta. Thứ tư tới đây là ngày lễ Eka, cho nên văn phòng cộng đồng cũng sẽ đóng cửa. Có một tin vui, Chủ nhật mùng 1 tháng 9 tới đây, các thánh lễ chiều Chủ nhật chúng ta sẽ cử hành bên nhà thờ mới nha. Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 9 tới đây bắt đầu chúng ta các thánh lễ vào chiều Chủ nhật, 6 giờ chiều Chủ nhật chúng ta sẽ cử hành ở bên nhà thờ mới. Các thánh lễ chiều thứ 6, chiều thứ 7 và sáng Chủ nhật chúng ta vẫn tại trung tâm của mình. Tuần tới chúng ta sẽ có gây quỹ cho quỹ bác ái của giáo phận. Hàng năm Đức Tổng xin chúng ta một lần cho quỹ bác ái của Tổng giáo phận, cho các sinh hoạt của giáo phận. Tuần tới chúng ta sẽ có hai lần xin tiền, đợt hai sẽ dành cho quý bác ái. Các sơ dòng Saint Paul cũng hiện diện với chúng ta chiều hôm nay, hàng năm vẫn tổ chức ngày tìm hiểu ơn gọi. Năm nay các sơ cũng tổ chức vào ngày 24 tháng 8 tới đây từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuổi từ 15 tới 40 vẫn còn ok để đi tu. 15 đến 40 chúng ta có thể tham dự và xin liên lạc với văn phòng cũng như quý sơ để biết thêm chi tiết. Ngày tìm hiểu sẽ ở tại nhà dòng của các sơ ở Boronia 2. Một lần nữa chúng ta chúc mừng thiếu nhi trong ngày mừng 40 năm thành lập hôm nay, một tràng pháo tay thật lớn. Và xin mời tất cả chúng ta cùng ở lại tham dự chương trình văn nghệ. Mọi người đều được ăn uống hết cho nên không phải lo. Mình ở lại cùng chung vui với các em trong buổi sinh hoạt tối hôm nay rất là đặc sắc. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chở che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Hôm nay có bánh pháo bông nữa, cho nên nhớ mang con em của chúng ta đi coi nhé. Thánh lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an.
chúc trinh vương không thể nhiễm tội truyền. Thần mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ thiết chính cho đời, cùng chúc trinh vương. Thôi. Khi mà tu tiết kinh nghiệm, có viên mới. Mẹ chẳng có mới hay không đấy.